Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bí thư tỉnh ủy trao huy hiệu đảng cho đảng viên phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Nhiều vấn đề nóng về công tác giải phóng mặt bằng được thẳng thắn trao đổi tại cuộc đối thoại giữa thành ủy với nhân dân thành phố Lào Cai. Nhiều xe chở đất vẫn tiếp tục hoành hành, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường thành phố Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu cho 7 đảng viên 70 năm, 55 năm, 50 năm, 30 năm tuổi đảng trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Lào Cai sinh hoạt tại Đảng bộ phường Bắc Cường cùng đông đảo cán bộ, đảng viên phường Bắc Cường. Trong 7 đảng viên có 2 đồng chí được vinh dự trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 1 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh đã nêu bật lên những kết quả đã đạt được của cách mạng Việt Nam trong những năm qua. Với sự đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên đi trước, trong đó có các đồng chí đảng viên vinh dự nhận được danh hiệu hôm nay. Các đồng chí là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Dù tuổi cao, các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành vinh dự được trao huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần bồi dưỡng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Được đón nhận huy hiệu Đảng trong dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai là niềm vinh dự tự hào, món quà vô cùng ý nghĩa đối với các đảng viên. Trong quá trình phấn đấu mà chúng tôi giành được những cái phần thưởng cao quý này là do sự lãnh đạo của Đảng, do sự giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng bộ, sự nỗ lực của bản thân. Chúng tôi tuy tuổi đã cao, thế nhưng mà những năm tháng còn lại, chúng tôi xin hứa với Đảng, với tất cả các đồng chí là kiên quyết phấn đấu, giữ vững tư cách người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp này, Đảng bộ tỉnh Lào Cai có 214 đảng viên được đón nhận huy hiệu Đảng. Tiếp đó, Đảng bộ phường Bắc Cường đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định 08 ngày 26 tháng 3 năm 2016 của tỉnh ủy Lào Cai. Đây là dịp để Đảng bộ phường đánh giá lại kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng vừa tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và ghi nhận sự rèn luyện, phấn đấu, đóng góp của đồng chí Phan Quang Hưng trong suốt chặng đường công tác. Đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai đã có cuộc họp bàn các giải pháp thực hiện đề án giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các xã có tỷ lệ nghèo trên 50% giai đoạn 2018-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo số liệu điều tra năm 2017, toàn tỉnh có 44 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 2,7 lần bình quân toàn tỉnh. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do các xã này đều nằm ở vùng núi, địa hình chia cắt,
diện tích tự nhiên rộng nhưng diện tích đất canh tác ít, điều kiện thời tiết không thuận lợi, thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống. Tổng số hộ nghèo 14.321 hộ, trong đó 99% là đồng bào dân tộc thiểu số, sống phân tán, thu nhập thấp chủ yếu từ nông nghiệp, nhưng trình độ sản xuất còn lạc hậu. Để 44 xã tránh nguy cơ tụt hậu, việc xây dựng đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho các xã này vô cùng cần thiết và cấp bách. Trong đó xây dựng một kế hoạch toàn diện về phát triển kinh tế xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và xác định phương hướng giảm nghèo cho người dân, tính toán giải pháp nguồn lực, cơ cấu đầu tư, định mức hỗ trợ. Tại cuộc họp, các ngành thống nhất cần thiết phải ban hành đề án riêng về việc giảm nghèo nhanh và bền vững cho 44 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Các ngành đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân tiếp cận với các mô hình kinh tế, đề nghị có doanh nghiệp liên kết với nhân dân trong việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, rà soát lại các chức danh cấp xã để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, khuyến khích tối thiểu mỗi năm có 10 lao động ở xã tìm kiếm việc làm trong các doanh nghiệp. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị chủ trì xây dựng đề án, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn tất các nội dung đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Đồng chí yêu cầu cơ quan được giao thực hiện đề án cần có điều tra cụ thể chi tiết về các nội dung nghèo tại các xã, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo mới thực sự hiệu quả và bền vững. Trước mắt, để giúp người dân các xã nghèo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nghiên cứu bố trí nguồn vốn đủ mạnh với lãi suất ưu đãi để nông dân các xã nghèo tiếp cận nguồn vốn, tạo cơ sở để các hộ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, Thường trực Thành ủy đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp về công tác giải phóng mặt bằng năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Lê Quang Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tại hội nghị đối thoại, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai nhấn mạnh, thực hiện lộ trình nâng cấp thành phố Lào Cai từ đô thị loại 2 lên đô thị loại 1 vào năm 2020. Hiện thành phố đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Quá trình đô thị hóa cũng đang diễn ra mạnh mẽ, qua đó tạo bước đột phá cho thành phố Lào Cai trong giai đoạn tới. Trong quá trình thực hiện các quy hoạch này, không tránh khỏi những vướng mắc bất cập về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho nhân dân. Đặc biệt có những dự án đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi, tạo ra tâm lý bức xúc trong nhân dân. Chính vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng đang được xem là lĩnh vực nóng bỏng nhất trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai Lê Quang Minh đã trực tiếp giải đáp và trả lời những băn khoăn, đề xuất và kiến nghị của đại diện nhân dân 8 xã phường trong thành phố liên quan đến các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tiến độ quy hoạch các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Dự án khu dân cư chúng tôi ở được triển khai ngày 18 tháng 3 năm 2015. Tới nay là 3 năm, 5 tháng, không được trồng cây dài ngày, không được nuôi con lâu ngày và không được xây dựng cơi nới chuồng trại. Chậm chi trả, chậm bồi thường, chậm cắm tái định cư cho nhân dân. Vấn đề này, ai là người chịu trách nhiệm? Thì lúc đó thanh tra vào là cứ theo luật xây dựng là đã có quy hoạch là không được chuyển đổi. Nhưng luật đất đai người ta không cấm, nó có những cái nó bất cập. Luật xây dựng với luật đất đai nó khác nhau. Nên là thành phố thì được thực hiện theo cái chuyển đổi chia tách hay là theo luật đất đai. Nhưng thanh tra tỉnh thì áp dụng luật xây dựng, cho nên có cái nó bất cập với nhau. Chính vì thế khi thanh tra xong, xử lý cán bộ xong, tỉnh lại phải giải quyết cho mấy chục trường hợp. Đấy, chúng tôi hôm nay công khai với toàn dân biết chứ không có gì mờ ám ở đây cả. Hay là chậm chi trả thì cái này chủ đầu tư chúng tôi sẽ đã báo cáo tỉnh rồi. Cái gì phê duyệt mà chưa trả thì theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư lên sở xây dựng. Mà cũng thông tin luôn là hiện nay tới này tỉnh sẽ tiếp tục bỏ tiền ra để đền bù cái này, nhưng mà chủ đầu tư sẽ là chuyển giao chủ đầu tư vì nhà nước không có tiền nữa, thì sẽ bù trừ doanh nghiệp ứng tiền hay gì đó thì tỉnh đang bàn ở chỗ này, sau đó làm để thu tiền đất của doanh nghiệp. Đại diện nhân dân khu vực tổ 24, 25, 26 phường Duyên Hải mong muốn trong quá trình áp giá đền bù để triển khai xây dựng khu đô thị mới, doanh nghiệp triển khai dự án cùng các đơn vị có liên quan cần tạo sự đồng thuận với nhân dân trong quá trình áp giá, đền bù và thống kê thiệt hại.
Nhân dân cũng bày tỏ sự quan tâm đến công tác triển khai đảm bảo trật tự đô thị phải thực sự công bằng, tránh hiện tượng nơi làm, nơi buông lỏng. Cùng với đó, nhân dân cũng mong muốn cán bộ các phòng ban của thành phố phải thực sự sâu sát, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lào Cai cho rằng, những đề xuất kiến nghị và những băn khoăn của nhân dân thành phố nêu tại cuộc đối thoại đã thực sự thể hiện được tinh thần trách nhiệm với mong muốn vì sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn tới. Cũng còn nhiều vấn đề phải cần phải quan tâm giải quyết. Mà qua cái chỉ đạo ấy thì các bác cũng thấy rằng là chúng tôi cũng rất là quan tâm, là hơn một tháng nay bắt đầu để lắng nghe, xong đó ban dân vận là chủ trì. Năm nay là năm dân vận chính quyền, báo cáo các bác thế. Từ trung ương cho đến địa phương thì thành phố phải tiên phong làm trước. Chúng tôi đã chỉ đạo là ban dân vận và ủy ban nhân dân phải là khớp nối và nó phải khác với lại mọi năm. Có nghĩa là những cái gì về chính quyền thì phải được tuyên truyền mạnh mẽ để nhân dân biết, hiểu rõ, và cái gì chia sẻ, cái gì chưa đúng thì phải làm cho đến nơi chốn. Chứ hôm nay là đúng là nhiều khi là nghe các bác ấy là chưa kiểm chứng, nhưng mà nghe qua nghe như thế thì còn nhiều việc phải làm lắm. Không nói năng gì mà tự nhiên coi vào chặt cây chặt cối. Không thể được, câu chuyện sai. Nếu đúng như thế thì phải đi kiểm tra, xong đúng như thế thì phải xem xét lại cán bộ, thậm chí kể cả phường không chứ phải xem. Đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng, thông qua hội nghị đối thoại lần này, những tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư sẽ được giải quyết dứt điểm. Đây cũng là kênh để Thành ủy tiếp nhận thông tin của nhân dân phản ánh về cung cách, thái độ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ các phòng ban thành phố, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, trước vấn nạn về xe quá tải đang tái diễn trở lại, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về tải trọng, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Lào Cai. Vậy nhưng sự quyết liệt đó dường như chưa mang lại kết quả. Tình trạng xe chở đất vi phạm về tải trọng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn ra, khiến người dân vô cùng bức xúc. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Từ gần một tháng nay, cuộc sống của hơn 30 hộ dân các thôn Giang Đông, Cánh Chín, xã Vạn Hòa bị đảo lộn bởi sự hiện diện của những chiếc xe chở đất này. Bất kể ngày đêm, từng đoàn xe chở đất nối nhau lưu thông qua trục đường chính của thôn để phục vụ san tạo mặt bằng dự án khu tái định cư số 2 xã Vạn Hòa. Con đường oằn mình chống chịu và bị hư hại xuống cấp từng ngày. Cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Nhất là ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đường cho con em đi lại học hành sớm chiều đấy. Buổi sáng thì các cháu các em đi học, mà buổi chiều trưa cũng thế, trời lắng, đường bụi, các con đi về rất là nguy hiểm. Nói chung chưa có cái gì xảy ra nhưng mà rất nhiều cái là đáng ngại để cho các cháu đi học. Ảnh hưởng rất nhiều đến dân sinh ở đây, khu vực ở đây. Xử lý thì bây giờ chúng tôi không dám nói cái gì cả. Bây giờ vì là người ta đổ cái đất tái định cư số 2, người dân thì không dám nói cái gì cả. Thì bây giờ nói thì không đáp ứng được cái gì cả. Thì bây giờ người ta bảo rằng chúng tôi đổ đất cho tái định cư thì bây giờ biết nói với ai. Đấy, đường xá bây giờ các anh cứ đi từ đây đến trên kia xem, nó kinh khủng khiếp luôn đấy. Thế cho nên là sợ lắm, không nói. Đi thì qua cửa, qua kết mà cứ phóng ầm luôn, đi ầm luôn, sợ lắm mấy những cái xe này. Nắng thì bụi, mưa thì bẩn, do đất rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình các xe vận chuyển. Không ít hàng quán của người dân ở ven đường đã buộc phải đóng cửa do bụi bẩn từ những chiếc xe chở đất. Chúng tôi cũng vẫn phải hứng chịu tất cả cái hậu quả từ khi mà thi công cho đến giờ. Gần như là thi thoảng những ngày lễ, ngày Tết thì các công ty người ta mới dọn dẹp rồi thì người ta mới tưới nước có một vài xe thôi. Còn lại là cơ bản là gần như là không có gì. Đấy, như các anh các chị cứ vào trong nhà chúng tôi cũng thấy đấy. Là đóng cửa kính rồi nhưng mà cũng còn phải dày hàng ly trong phân, hàng ly bụi ở trong đồ dùng dụng cụ trong nhà. Một ngày tôi lau nhà 3 lần nhưng mà vẫn còn vào nơi vết chân vẫn hẳn lên trên. Các xe đều chất đầy đất, hầu như không che chắn, hoặc nếu có cũng rất sơ sài. Theo người dân thì không ít lần lực lượng thanh tra giao thông đã có mặt tại đây, vi phạm về tải trọng và gây ô nhiễm môi trường là khá rõ ràng. Vậy nhưng không hiểu vì lý do gì mà việc kiểm tra xử lý lại thiếu kiên quyết, dẫn tới sự lộng hành của các phương tiện chở đất.
từ trên kia đến đây nó bụi nó bẩn rồi nó đúng đầu đường là cấp 2 đấy, rồi cuối đường là cấp 1. Thế cho tôi bây giờ cái đường này không biết là nhà nước làm như thế nào, thanh tra cũng đi về đây rồi mà hỏng hết tất cả rồi, từ trên xuống dưới rồi. Các phóng viên thời sự tiếp cận điểm múc đất để ghi hình thì ngay lập tức mọi hoạt động xúc và vận chuyển đất được dừng tạm thời. Ngay sau đó, đối tượng ngang nhiên yêu cầu phóng viên ngừng việc ghi hình và có những lời lẽ lăng mạ, hành vi đe dọa, bạo lực, cản trở nhà báo trong hoạt động tác nghiệp. Nhưng mày quay tao, mày phải hỏi tao nhá. Mày quay tao á. Anh Bình xem nhá, anh bị khùng lên với em thế nhở? Anh bị khùng lên bọn em đang làm cái việc vụ chuyên môn của bọn em. Chúng mày cứ làm việc của chúng mày. Liên quan đến anh. Đừng có chia vào, quay vào tao. Như vậy, sau nhiều lần báo chí phản ánh, sau nhiều cuộc họp chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh và thành phố Lào Cai, thì tình trạng xe quá tải chở đất đá gây ô nhiễm môi trường và phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông không những không chấm dứt mà còn lộng hành hơn. Các lái xe và những đối tượng liên quan có hành vi ngang ngược hơn. Thực tế đó đặt ra câu hỏi về tinh thần trách nhiệm và sự kiên quyết của các cơ quan chức năng đối với vấn nạn này. Ngày 24 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023, nghị quyết phân công trách nhiệm của Ủy ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16, chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16, quy chế hoạt động và chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023, quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16, từ đó hoàn thành tốt các nội dung công tác trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ, tiếp tục phát huy tốt vai trò là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Trong dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn Công đoàn năm 2018. Tham gia buổi tập huấn, 130 đại biểu là cán bộ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã được tiếp thu một số nội dung như kết quả đại hội lần thứ 5 Công đoàn viên chức tỉnh và kết quả đại hội lần thứ 16 Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018-2023, giới thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp hoạt động của hệ thống công đoàn Việt Nam, tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, nội dung phương pháp hoạt động của chủ tịch công đoàn cơ sở, tổ chức và hoạt động của ban nữ công đoàn cơ sở. Thông qua buổi tập huấn, các chủ tịch, phó chủ tịch, các cán bộ công đoàn cơ sở sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng quan trọng để tổ chức tốt hoạt động công đoàn tại cơ quan đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch bệnh gây hại cho đàn vật nuôi, huyện Sapa đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Sau một tháng triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2018, có 82% tổng đàn gia súc của huyện đã được tiêm phòng. Để đàn trâu 4 con của gia đình luôn khỏe mạnh, phát triển tốt, ông Tẩn A Dơ, thôn Hòa Sử Pán 1, xã Sử Pán đã luôn chú trọng phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường cho vật nuôi. Ngoài việc bố trí khu chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, dự trữ thức ăn, gia đình ông luôn tích cực tiêm phòng vaccine, chống dịch bệnh cho đàn gia súc theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Nhờ đó, đàn gia súc của gia đình ông luôn phát triển tốt, khỏe mạnh, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Trước không có thuốc tiêm phòng thì năng nào vẫn bị chết. Đến năm nay, nhà nước có thuốc tiêm phòng. Nhà mình nó không có trâu bị cái gì, nó phát triển tốt. Năng nào, một năng, nó có bán 1-2 con, thế thì tốt rồi. Sau một tháng triển khai theo hình thức cuốn chiếu, xã Sử Pán đã tiêm phòng được 73% đàn trâu, bò, lợn. Một trong những kết quả quan trọng trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc của xã là người dân đã chủ động trong việc phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc. Để đạt được kết quả đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã kết hợp với chính quyền xã Sử Pán tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của công tác thú y, đặc biệt hướng dẫn bà con cách nhận biết dịch bệnh ở đàn vật nuôi, cách chăm sóc nuôi dưỡng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát. Đã chỉ đạo mà nhân dân là chỉ đạo cho các thôn bản, bà con nhân dân và nhất là các cái hộ nuôi gia súc, tiểu gia súc, vệ sinh môi trường chuồng trại sạch sẽ và luồn đàn gia súc như trâu bò về chuồng, lợn thì mùa này thì cũng không thả rông, nên là
cũng tập trung ở chuồng để tiêm cho nó đảm bảo về số lượng cũng như hiệu quả. Phối hợp với trưởng thôn tuyên truyền cho bà con nhân dân nhốt châu bò, chó lợn để dán đây tiêm phòng, cũng theo đúng kỹ thuật và cũng không xảy ra cái sự cố gì, và cũng đồng thời là cũng mang lại hiệu quả cho nhân dân và cũng có lợi ích cho bản thân cá nhân. Theo kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2018, huyện Sapa sẽ triển khai tiêm phòng trên 8.100 liều vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng ở trâu, bò, trên 8.700 liều vaccine dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sapa cũng rà soát lên danh sách đàn vật nuôi, kết hợp cán bộ thú y từ 2 đến 3 xã tập trung tiêm phòng. Trung tâm thì đã trước khi tiêm phòng thì đã tổ chức tập huấn cho mạng lưới thú y viên xã để triển khai cái kế hoạch tiêm phòng cho nó đảm bảo. Trung tâm chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn của trạm và của trung tâm thì phụ trách từng xã. Trước khi tiêm phòng thì xuống cùng trao đổi và làm tham mưu cho xã để hướng dẫn triển khai cái tiêm phòng kỳ 1 cho nó đảm bảo. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc nên đàn gia súc của huyện Sapa luôn phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Đến thời điểm này, huyện Bắc Hà đã tiếp nhận đăng ký tài trợ cho giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2018 với tổng số tiền là 690 triệu đồng. Giải đua ngựa năm nay ghi nhận có cả 3 nhà tài trợ vàng, bạc và đồng. Trong đó, nhà tài trợ vàng là công ty cổ phần cáp treo Phan Xipang với mức tài trợ là 200 triệu đồng. Nhà tài trợ bạc là công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299 với mức tài trợ là 150 triệu đồng. Và nhà tài trợ đồng là công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam với mức tài trợ là 100 triệu đồng. Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 tới đây tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà. Đây là một trong những hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Hà năm 2018. Giải đua là một hoạt động văn hóa thể thao truyền thống được tổ chức hàng năm và trở thành một nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giải đua năm nay đã được huyện Bắc Hà phối hợp chuẩn bị một cách chu đáo, sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan cổ vũ. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2018, Phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Lào Cai tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Đỗ Tiến Thiều, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình giải quyết theo thẩm quyền pháp luật. Trước đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2018, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mường Khương tổ chức truy bắt thành công đối tượng Đỗ Tiến Thiều khi đang lẩn trốn tại huyện Mường Khương. Theo thông tin từ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2018, Công an huyện Vũ Thư triệt xóa một ổ bạc lớn, trong đó có sự tham gia của Đỗ Tiến Thiều. Lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, Thiều đã chạy trốn lên huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đỗ Tiến Thiều bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định truy nã trên toàn quốc về hành vi đánh bạc. Chỉ sau một ngày phát lệnh truy nã, đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.